Đừng có ba. Ba ngồi đi ba. Ba mệt đó thì ba vô nằm nghỉ một chút đi ba. Sắp đến giờ, nhà trai người ta đến rồi. Đi, đi lấy bộ đồ cho bà thay. Dạ. Hôm nay mình mới chỉ qua thăm nhà người ta thôi. Bà đừng có căng thẳng quá như vậy. Mẹ, mẹ đi cưới vợ cho con, đâu phải ngày mẹ đi lấy chồng đâu. Sao mặt mẹ căng thẳng quá vậy? Bà, đã thương thì thương cho trót. Mình hỉ xả hết mọi chuyện như vậy để con nó hạnh phúc. Bà mà không vui, cả nhà làm sao mà vui. Mẹ, con cảm ơn mẹ đã nghĩ lại cho con cưới Nhật Linh. Mẹ hãy tin con đi. Nhật Linh sẽ là cô con dâu hiếu thảo với mẹ. Nhất định hai đứa con sẽ chăm sóc cho mẹ chu đáo. Mẹ hãy cho Nhật Linh cơ hội nha mẹ. Ý cầu là ý trời, túi mừng rắn giảm cài. Kìa bà đừng nói như vậy, tội nghiệp cho con. Mở cửa cho em đi. Anh làm gì mà hai ngày nay không ra khỏi phòng vậy? Anh có biết là mẹ lo lắng cho anh lắm không? Mẹ đang ở Hà Nội đó. Mẹ điện thoại về liên tục sao anh không nghe máy? Thôi em đi học đây, trễ giờ rồi. Chiều em về á, anh mà không mở cửa là em phá cửa phòng đó nha. Gia Vĩ, mình báo cho cậu một tin vui nha. Mẹ mình đã đồng ý cho đi hỏi cưới Nhật Linh rồi. Mình vui tới phát điên lên. Cậu là người bạn thân mà mình muốn chia sẻ đầu tiên đó. Cậu phát điên vì vui, còn mình thì phát điên vì buồn. Mình cũng yêu Nhật Linh nhiều lắm không? Ông bây giờ cũng không nghe điện thoại của tôi nữa hả? Sao bây giờ ai cũng quay lưng lại với mình là sao? Trời ơi tức quá. Cái gì? Dạ thưa chị, em có sắp hồ sơ bên phòng kinh doanh gửi qua nhờ chị ký. Đi ra ngoài đi. Dạ. Dạ thưa anh, được sự đồng ý của anh, thông qua cháu Hải nhà tôi. Hôm nay vợ chồng tôi có cặp rượu, cặp trà, bước qua để bàn chuyện trăm năm cho hai con. Dạ, cảm ơn anh chị. Không chê nhà tôi mà quá bộ đến đây. Tôi xin nhận lễ của anh chị, coi như chính thức cho hai cháu đến với nhau. Ba. Dạ. Dạ, vợ chồng tôi rất vui khi anh nhận lễ. Vậy xin hỏi anh, ở lễ hỏi và lễ cưới, anh có yêu cầu gì không? Không. Tôi không yêu cầu bất cứ điều gì. Anh chị cứ tự quyết định mọi chuyện, rồi báo lại cho tôi biết. Điều tôi mong muốn duy nhất là xin anh chị hãy dạy dỗ, yêu thương con gái tôi. Cuộc đời nó bất hạnh lắm, bất hạnh từ khi mới sinh ra. Nếu như trước đây tôi có mạo phạm gì đến chị, bỏ qua nha, bỏ qua cho cái thói thô lỗ của tôi. Xin chị hãy yêu thương, đừng ghét bỏ nó, tội nghiệp. Xin lỗi chị. Bác đứng lên đi bác. Kìa anh Xuân, anh đừng có làm như vậy. Chúng tôi hứa với anh là sẽ yêu thương và chăm sóc Nhật Linh, coi nó như con gái của tôi vậy. Dạ. Đội ơn anh chị. Bà đó, đi từ từ thôi, đi nhanh coi chừng té đó. Bà. Ủa, ông, hôm nay đám cưới của cậu chủ mà sao ông bà về sớm vậy? Đang dự tiệc, bà bảo mệt nên về sớm. Bà thấy sao rồi? Có cần tôi đưa đi khám không? Tôi không sao. Vậy sao lúc ở tiệc cưới bà bảo bà mệt? Vì tôi muộn về sớm. Trời, bữa nay bà làm sao vậy? Hôm nay là ngày cưới của con, một ngày rất quan trọng mà. Tôi thấy ngựa mắt không chịu được. Một đứa con gái cũng ra chi như nọ, răng phải tổ chức một đám cưới lớn như vậy. Phí tiền của tôi, nó không xứng đáng. Bà đừng cố chấp như vậy. Con Linh là một đứa rất ngoan ngoãn, tư cách đạo đức không có gì đáng để chê trách hết. Đừng vì gia đình nó nghèo, đừng vì quá khứ của mẹ nó mà có ác cảm với con dâu. Tội nghiệp nó mà. Bà đừng làm thằng Hải con mình nó khó xử mà. Tôi không biết cha con ông thích con nhỏ đó ở điểm nào, cứ mở miệng ra là binh vực cho nó, coi tôi không ra chi. Bà cứ như vậy làm sao con dâu nó ở nổi đây? Anh muốn chìm vào giấc mơ này đến khi 100 tuổi. Em cảm ơn anh đã cho em một hạnh phúc quá lớn, một điều không tưởng. Chưa bao giờ em dám nghĩ là mình có được ngày hôm nay. Sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước khi em đặt chân về làm dâu ở nhà anh. Em hãy vì anh, vì tình yêu của chúng ta mà cố gắng sống hòa nhập với gia đình. Dạ, nhưng em sợ mẹ. Đừng lo, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Cô lên đi. Chuyện bếp núc là của tôi. Cô không cần phải đụng tay vô đâu. Chị để em phụ đi. Ở nhà em làm quen rồi, ở không em khó chịu lắm. Anh đã chuẩn bị cho em một số áo ngủ rất đẹp. Em có thích không? Em thích. Nhưng mà em không có quen mặc mấy cái áo ngủ như vậy. Những chiếc áo ngủ như vậy sẽ làm cho em hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn trong mắt của anh. Rồi em sẽ quen với những điều này. Anh ra đi. Ủa, sao em lại khóc? Anh đã làm chuyện gì không phải với em hả? Dạ không. Em xin lỗi đã làm anh thức giấc. Nói anh nghe đi, sao em lại khóc? Em lo cho ba với thằng Cảnh ở nhà. Vậy mà anh cứ tưởng anh đã làm gì sai với em chứ. Em đừng có lo lắng quá. Anh sẽ mướn người giúp việc. Anh sẽ chu cấp tiền để nuôi ba và em trai của em mỗi tháng. Em yên tâm đi. Em cảm ơn anh đã vì em mà sắp xếp chu toàn mọi việc. Nhưng mà em vẫn thấy lo. Thằng Cảnh từ nhỏ tới giờ nó không có rời xa em. Chắc là tối nay nó khóc nhiều lắm. Em đã sống vì mọi người nhiều rồi, còn cuộc đời của em nữa. Em có quyền để tận hưởng chứ. Thôi, em đừng có khóc. Em ngủ đi. Ngày mai anh sẽ đưa em về thăm nhà. Chị Hai ơi, chị Hai, chị Hai. Nín đi con, đừng có khóc nữa con. Chị Hai mới về thăm hôm qua mà. Con ơi ngoan đi, vài bữa nữa chị Hai về. Thiệt là tội nghiệp con quá đi à. Nhưng mà chị Sáu biết làm sao bây giờ con. Thôi con nín đi ha. Dì đi chờ mua bánh bò về cho con ăn. Ông ơi, hôm nay ông muốn ăn cái gì? Để tôi đi chợ tôi mua cho ăn. Ăn cái gì cũng được. Cậu Hải với cô Linh dặn tôi á là chăm sóc cho hai người chu đáo. Ông cần gì á, ông nói tôi nghe. Tiền con rể tôi đưa cho chị. Chi tiêu chợ búa hàng ngày chị nhớ. Nhớ tiết kiệm nghe chị. Khỏi lo cho tôi. Tôi sống kham khổ quen rồi. Thôi vậy để tôi tự lo liệu sắp xếp nghe ông. Chị Hai ơi, chị Hai về với em đi chị Hai ơi. Trời đất, cô Hai, cô đi nghỉ đi. Sao vậy chị? Người giúp việc để em làm cho. Không có sao đâu chị, việc nhà nhiều mà. Chị để em phụ cho. Nhưng mà không được đâu cô. Để cho cô làm. Tôi cưỡi dấu về giờ không phải lượt bà Hoàng về cái nhà ni mô. Dạ, con chào mẹ. Quẹt nhà phải cúi gập cái lưng xuống thì quẹt mới sạch được. Quẹt nhà Long 1, Long 2, hai con mắt ló ngõ trái ngoài đường. Mẹ muốn ăn sáng món gì? Cô đưa mẹ đi ăn ha. Nhà này có nề có nếp. Muốn ăn chi á thì nấu ở nhà mà ăn. Không có ăn cơm hàng chảo chờ. Vợ cậu không nấu được một bữa sáng ăn hay sao mà phải ra ngoài ăn. Hôm nay là chủ nhật mà. Con trai bà muốn thay đổi không khí, đưa cả nhà ra ngoài ăn sáng có sao đâu. Cha con ông thích thì cứ đi, tôi đâu có cấm. Cô nấu ăn kiểu chi mà mặn như người ta bỏ cả gánh muối vô nồi dự rửa. Dạ. Y, ngon mà bà, đâu có mặn đâu. Mẹ, vừa ăn mà mẹ. Vừa cái chí mà vừa. Nấu cho người già ăn á, thì phải lạc hơn. Muốn tăng huyết áp thế sao mà nấu mặn dự rửa. Dạ thưa mẹ, lần sau con sẽ nấu lạc hơn. Thôi thôi ăn đi, nguội hết rồi. Lần sau con nhớ lời mẹ, nêm lạc hơn chút xíu nha con. Dạ con nhớ rồi. Dạ thưa ba mẹ, lẽ ra cưới xong tụi con sẽ đi hưởng tuần trăng mật, nhưng mà lúc đó vì kẹt mấy cái hợp đồng lớn cần con giải quyết, nên tuần sau tụi con sẽ tổ chức đi chơi một chuyến với mấy người bạn thân. Có cần phải như rửa không? Đã qua rồi, còn phải trăng mật trăng rằm chí nữa. Cần chứ bà, để cho con đó đi đi. Mà tụi con định đi đâu vậy? Dạ, tụi con định ra Long Hải. Vô đi, vô, vô, vô nghe, vô. Vĩ, hôm nay vui quá. Tụi mình về tập hành đi, để tụi mình làm kỷ niệm. Ờ, được đó. Qua đây, qua đây. Qua đây để lớn. Cho. Vô, vô, vô. Rồi các bạn đồ chỗ đi. Chỗ đi chỗ. Rồi, chụp tiếp nha. Chụp thêm vài tấm nữa nha. Rồi, ok. Gia Vĩ, chụp cho hai vợ chồng mình một tấm, để sau này con mình nó thấy hai vợ chồng mình hạnh phúc như thế nào. Rồi, con hát luôn. Chụp đi. Đi ra, đi ra. Rồi. Ôm sát luôn. Ôm đi. 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 Hay quá. Cảm ơn cậu nha. Vô. Vô đi. Vô đi. Vô. Wow. Uống một ly cho nó ấm. Em đâu có biết uống rượu đấy đâu. Hôm nay là ngày vui mà. Chút thôi. Em mà say thì vừa vui vẻ mà. Uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, phải uống hết đi nha. Uống đi. Trời ơi, kêu người ta uống mà uống đi. Hết kìa, hết kìa, hay quá. Vậy có phải ngoan không? Giờ mặt em đỏ lên, nhìn đẹp lắm. Anh sai rồi, đừng uống nữa. Đừng có uống. Còn lâu anh mới say. Anh chỉ say thôi. Còn đây em phải cho anh nhậu tới đi. Vô. Nhất định á, tụi mình phải uống cho thật say. Về Sài Gòn á, ai cũng bù đầu với công việc hết rồi thì đâu có được cảm giác như thế này. Vô. Vô 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 vô. Vô. Hết nha. Không biết uống thì lên trên kia ngủ đi, chứ ở đây hoài chán lắm. Ờ, mai mốt á, nhớ học uống đi. Uống được rồi á, thì hẳn đi theo chồng. Được rồi. Em đi được không? Để anh đưa em về phòng. Em đi được mà. Anh cứ ngồi đi. Để em tự đi. Để anh đưa em về. Em đi được mà. Anh ngồi đi. Linh vô phòng nha. Mọi người ngồi chơi. Bye bye. Bye. Mệt vô nghỉ đi. Cẩn thận nha em. Ừ, em biết rồi. Rồi vô đi. Một, hai, ba, vô! Vĩ hết rượu rồi. Bây giờ cậu chạy ra, cậu mua thêm 2 chai nữa ha. Trời sao không nói. Được rồi. Từ từ nghe. Đợi mình chút. Không có đi nổi không vậy trời. Đỡ ra. Cậu sao vậy? Cậu say rồi. Cậu chạy xe không có an toàn đâu. Để mình đi cho. Để mình đi cùng với Hải đi. Giờ này ra chợ vắng lắm. Ok. Về sớm nha. Đợi xíu nha. Đi từ từ nha. Được rồi, ngồi xuống đi. Nè, nếu mà cậu mệt quá thì về phòng nghỉ đi. Mình không có mệt. Hôm nay mình uống tới sáng cũng được. Cha, ghê quá vậy ta. Trong phòng mình còn mấy cây nem. Rồi. Để mình vô lấy ra mời các bạn nghe. Ok. Vô lấy nha. Các bạn chờ mình chút nha. Có nem ăn. Nhanh nha. Đi cẩn thận nha. Biết rồi. Trong thời gian mà chờ mồi, chờ rượu về, thằng mấy mình hát cho nó sơm đi nha. Rồi. Ngẫu hứng lấy qua cầu nha. Đợi. Vô nè. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một dòng lòng xanh, một dòng sông xanh. Không biết Linh đã ngủ chưa ta. Gia Vĩ, anh làm gì vậy? Anh đưa ra đi. Anh yêu em. Đi ra. Anh yêu em. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Gia Vĩ đi. Anh yêu em lắm. Buông tôi ra đi. Anh yêu em lắm, có biết không? Buông tôi ra đi. Anh chịu đi. Buông tôi ra. Đi bà. Buông tôi ra. Buông tôi ra đi. Anh chịu đi. Anh yêu em lắm. Em sao vậy? Nằm mơ thấy gì mà hét dữ vậy? Chỉ là mơ thôi mà. Nằm xuống ngủ đi em. Em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì ngày mai hãy nói đi em. Anh mệt quá. Thôi mình ngủ đi em. Nhưng mà Vĩ ơi, mày là thằng khốn nạn. Tại sao mày có thể hại người con gái mày đã yêu như vậy hả Vĩ? Chị Duyên, có chuyện gì mà em gọi chị gấp vậy? Dạ, ba mẹ em đi du lịch rồi, có hai anh em ở nhà hả? Không hiểu sao dạo này anh kỳ lắm chị. Kỳ là kỳ ra làm sao? Gia Vĩ vốn là người điềm đạm mà, anh cứ giam mình trong phòng uống rượu hoài à, thỉnh thoảng hét lên như người điên vậy á, em sợ lắm. Chị là bạn thân của ảnh, chị giúp giùm em nha. Đưa chị lên đi. Dạ, đi chị. Anh Hai, anh Hai, anh Hai ơi, có chị Duyên tới chơi nè, mở cửa đi anh Hai. Chị, em đi ra đi. Gia Vĩ, mở cửa ra đi. Duyên nè, mở cửa ra đi, ông làm cho con Quanh nó sợ đó. Gia Vĩ, ông không mở cửa ra tôi kêu Hải với Linh tới đây phá cửa đó nha. Không, mình không thể gặp hai người này. Vĩ, Gia Vĩ, em ra ngoài đi để chị nói chuyện với ảnh. Ừ, dạ. Điên hả? Uống gì uống hoài vậy? Tôi biết là ông yêu Nhật Linh, nhưng mà bây giờ Duyên không tới được thì mình phải chấp nhận chứ sao. Như vậy là thất tình phải không? Chuyện còn tồi tệ hơn như vậy nữa. Ông tưởng là chỉ có một mình ông đau khổ thôi hả? Tôi còn đau khổ hơn Vĩ gấp 100.000 lần. Tôi yêu Hoàng Hải, mọi người ai cũng biết về chuyện đó. Tôi làm tất cả mọi việc vì người đàn ông đó. Tôi làm việc như một con điên cho người đàn ông đó, chỉ mong có được người đàn ông mà mình yêu. Để cuối cùng thì Vĩ nhìn đi, tôi có được cái gì? Tất cả những gì tôi có chỉ là một con số 0. Nè em, ăn đi bà. Cảm ơn. Hai. Dạ. Con đeo cái chi ở trên tay rửa? Dạ, dạ đồng hồ vợ con mới tặng cho con đó mẹ. Con có biết cái đó thuộc loài rẻ tiền không? Đeo lên người chỉ là mất giá trị thôi. Mẹ, giá trị vật chất á, không nằm ở đây. Điều quan trọng á là con thích. Một tổng giám đốc ngân hàng mà xài đồ rẻ tiền, không sợ người ta cười cho thủi đâu à. Con phải xài hàng hiệu mới xứng với con. Thôi ăn cơm đi. Sẵn hôm nay gia đình đông đủ, tôi có chuyện muốn bàn với mọi người. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói đi. Nè em. À, mẹ, con mời mẹ. Ủa, bà định bàn chuyện gì vậy bà? Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, chuyện quản xuyến gia đình muốn giao lại cho con dâu. Cho nên tôi nghĩ Nhật Linh nên nghỉ dạy để ở nhà chăm sóc cho gia đình. Ý mẹ con vậy, vợ chồng con tính sao? Dạ, mẹ cứ để cho vợ chồng con bàn bạc lại với nhau, rồi báo lại cho ba mẹ biết. Chuyện của chí to tạc mô mà phải bàn với bạc. Ý con dâu ra sao? Nói luôn bây chưa cũng được mà. Dạ, thưa ba mẹ, được làm cô giáo là ước mơ của con. Con hứa sẽ cố gắng chu toàn việc ở nhà. Con xin ba mẹ cho con tiếp tục đi dạy. Đi dạy ba cặp ba đồng để làm cái chi? Làm ông to ba lượng thì cũng đến đi. Lấy chồng thì phải biết thân phận, phục vụ gia đình nhà chồng. Mẹ à, tiền thu nhập của vợ con đúng là không có nhiều, nhưng vợ con đi dạy là một công việc chính đáng. Mẹ để cho vợ con đi làm nha mẹ. Bà, chuyện nhà đó có người giúp việc rồi. Con dâu nó còn trẻ mà, bà cũng nên cho nó ra ngoài làm việc đi. Tôi mới mở miệng ra nói của một câu mà cha con đã binh vực chăm chăm ra rồi. Nói rằng con dâu nó không lên mặt với tôi. Coi kìa bà. Linh, Linh, em sao vậy? Vợ con sao vậy mẹ? Hay là con dâu có thai? Vợ con có thai? Trời ơi, đã quá, con sắp được làm cha rồi. Ơi. Nè, cái thằng này làm cái gì vậy? Phụ nữ mang thai là chuyện bình thường. Cha con không làm chi như là nó đang mang ông thai rồi. Em và con là cục vàng của anh chăm sóc và lo lắng cho hai mẹ con là trách nhiệm của mình. Vĩ đi du học rồi. Trời, đi lúc nào sẽ không báo cho bạn bè biết? Vĩ cũng không báo cho mình biết. Với lại Duy đi sang nhà Liêm thì em gái của Vĩ nói vậy. Số rồi hả? Đó là tình thôi ấm em. Vì một phút lỗi lầm trong đời, vì chút tội lỗi mà gieo oan bỏ con nhỏ mà chạy theo người đàn ông. Ai dám đảm bảo là cô không đi theo con đường đó? Còn rất nhiều người nói đừng tạo nên vết hằn chứ không nhìn đi tâm hồn. Nhỏ này có chi dưỡng con sai tội lỗi. Rất mừng trong hệ thống làm việc của mình có hai người bạn học đóng ở những vị trí chủ chốt. Hy vọng các bạn sẽ là những cánh tay đắc lực giúp mình trong đại dịch này. Tại cơ duyên về chú Mạnh không biết thôi. Ông cố của mình lai ớn nên con trai của mình có nước da này có gì lạ đâu. Lại đây với chị nha. Em coi cháu lớn chưa? Để bọn cháu đi chơi đi. Rất tiếc qua kiểm tra anh và đứa bé không cùng với bác sĩ. Anh ơi, anh sao vậy? Có gì từ từ nói. Thank you.